Hai xin chào em nha, này ta cùng nhau để đi tìm kiếm đồ chơi nha. Đi ra đằng này xem có đồ chơi gì không nha. Ý, đây rất là nhiều đồ chơi luôn này em này. Wow, rất là nhiều đồ chơi siêu nhân này. Ý, kìa đó kìa. Súng này. Trời nha. Tiếp theo này. Ê, một chú khổng lồ xanh này. Superman người nhện này. Thì rất là nhiều đồ chơi luôn nha. Đội trưởng Mỹ này. Iron Man này. Đây là một chú khổng lồ xanh nữa nha. Đó. Ok. Ê, xem nào. Thì một hộp đồ chơi rất là mới này. Một khổng lồ xanh này, hút này. Ê, cho nó đi nha. Ok, tiếp tục đi ra này xem có đồ chơi gì nữa không các em nhé. Ý, ở đây vẫn còn rất là nhiều đồ chơi luôn này các em này. Wow, các em cùng xem này. Có cả đồ chơi máy bay, xe quân sự và rất là nhiều các loại xe ô tô này. Cùng xem nào nha. Ý, đầu tiên này, một chiếc máy bay trực thăng nha, máy bay trực thăng màu xanh này. Ok. Tàu hỏa Thomas này. Ồ, đây là một đầu tàu hỏa Thomas, vừa đầu tàu và vừa xe xúc luôn này. Thì cho gió nhé. Một chiếc xe buýt sân bay này. Máy bay này, đây là một chiếc máy bay chiến đấu nha. Đó. Máy bay chiến đấu này. Ê, xem nào. Tiếp tục một chiếc máy bay trực thăng nữa này các em nhé. Máy xúc này, chiếc máy xúc màu xanh. Đó. Ok. Ê, xem nào. Wow. Đây là một chiếc máy bay quân sự này các em này. Cùng xem nào nhé. Rồi, ý, một chiếc máy bay quân sự rất to và đẹp luôn. Tục xem nào. Ê, ê, chiếc xe này bị hỏng này. Đó. Rồi các em thấy này, ở đây còn các cái chiếc xe đang bị hỏng nhé. Ta sẽ cùng nhau để sửa chữa các cái món đồ chơi này nhé. Đầu tiên đi, xem nào. Ta sửa chiếc xe này trước đi nhé. Đây là một chiếc xe tải này. Sẽ lắp bánh xe nhé. Rồi, bánh xe này. Đây là một chiếc xe tải kéo nhé. Bánh xe này. Rồi, ok. Sẽ lắp vào đây nha. Bánh xe này. Rồi. Ê. Một chiếc xe tải rất là dài và đẹp luôn này. Ok. Tiếp theo, ý, chiếc xe gì đây? Một chiếc xe quân sự này. Ý, ta sẽ lắp chiếc xe này nhé.
Thì ta sẽ vặn ốc vào này. Rồi, một mẫu xe quân sự này các em này. Lắp phần thân xe nha. Rồi, ta sẽ bắt ốc vào nha. Phía dưới này. Bây giờ ta sẽ lắp phần bánh xe này. Sẽ là bánh trước nha. Bánh sau này. Đó, một chiếc xe quân sự rất to và đẹp luôn các em nhé. Xe rất to đấy. Ok. Tiếp theo này. Đây là một chiếc xe trộn bê tông này. Xem nào. Đó. Lắp bánh xe nhá. Rồi, ok. Một chiếc xe trộn bê tông màu xanh rất là đẹp luôn các em nhé. Cho ra đây đây. Tiếp theo này. Đây là một chiếc xe chở rác nha. Rồi nha. Thì phía dưới này nữa này. Ok. Lắp bánh xe đấy à. Rồi, vậy đã sửa thêm được một chiếc xe chở rác rồi các em nhé. Đó, xe chở rác màu xanh này. Ý, xe nào. Cuối cùng đây là gì đây? Đây cũng là một chiếc xe chở rác nha. Xe nào, ta sẽ lắp này. Rồi, bánh xe này. Đó, một chiếc xe chở rác rất là đẹp luôn các em nha. Bánh xe rất to đây. Rồi. Các em cùng xem này. Người ta đã tìm kiếm và sửa chữa được rất là nhiều đồ chơi luôn nhé. Rất là nhiều đồ chơi, cả xe quân sự và các loại xe luôn. Giờ ta cùng mang các món đồ chơi này về nha. Xin chào em.